đây có anh em hỏi là tên gì, vừa đây có anh em hỏi bình luận viên tên gì sao ấy. Rồi, chào anh Hồ Văn Tuấn Anh, đấy có anh em hỏi. Ok, chào anh Đức Trần, chào anh Văn Dũng nhá, chào tất cả anh em. Và chào anh Đinh Công Hồ và anh Mạnh Nguyễn nhá. Bảo thôi cái việc đấy để cho support anh em ạ. Đó thì đã hy vọng anh em support đến và anh em vâng theo dõi hôm nay trực, hôm nay em sẽ xử lý. Đó, còn bây giờ mình đã gào thét là mình đã bám sát trận đi đấu. Và mình đã bám sát trận đấu và tập trung bình luận các thứ rồi. Nhiệt tình các thứ và đúng cái trách nhiệm của mình bây giờ. Bây giờ nhiều khi để ý lại ban biết quá nó cũng ngoài lề anh em ạ. Đó, đây là bài cho Son đến từ BB. Đó, bài này có chém nhưng không cần phải đánh chém, được không ạ? Một bài đấu sẽ đánh nguyên phù cho BB và có lẽ là thủ thầu em sẽ cố đánh Nga bài này. Đó, chào anh Long Kin, chào anh Hoàng Nam nhở. Anh Hoàng Nam biết không phải Kami rồi nhưng mà vẫn hay chào Kami. Bịp thật, ok, chào anh Mạnh Nguyễn nhở. Và cảm ơn anh Mạnh Nguyễn nhá, không biết là trước đấy anh đang xem đâu ạ. Cảm ơn anh em nhá, cảm ơn người anh em. Rồi, một bầy hươu tiếp theo cho game thủ người cầm cho Son. Bãi quả đã có rồi, bãi quả 6 cây. Bầy hươu này, bầy hươu cũng ổn áp đấy. Có đùa lùa về. Đồ lùa có này. BS đầu ăn luôn bầy hươu và có quả phụ luôn. Vâng, không biết có thêm đồ ăn nào nhẹ nhẹ xung quanh nữa không. Và chỉ cần là một cái món khai vị nhẹ nhàng thôi cũng được. Đây đây đây, đây chính là cái món này. Đẹp luôn. Đấy, tên là Nhã anh em ơi. Vừa nãy em trả lời anh Tuấn Anh rồi. BB đang cố gắng để xúc luôn con voi này về. Một con voi này đã đủ đồ rồi. Đó, đây là bay bay nào. Đó, đang xem bi chuyển sang đây luôn nào. Ok anh Mạnh nhở. Đó, anh em yên tâm. Đó, khi mà em cầm mic rồi thì tỷ lệ nó phải Victoria rất cao. Vâng, Victoria nó cao anh em ạ. Vâng, sẽ không có cái chuyện vâng, you have been defeated. Và tranh Hào Ngân nha, Dương Còi hiện tại em không rõ là ở đâu anh em ơi. Và không biết là sang Nhật Bản đóng phim hay là còn trong nước thì em không rõ. 26 đến từ tham lai của game thủ từ bàn thầu. Bảo một bài đấu mà hình như thầu game thủ gặp Mạnh Hào. Ok, cháy bụng trống chưa? Đó, hôm nay bụng trống có vẻ vào xem hơi muộn nhỉ. Đây là game thủ bay bay. Vâng, đúng rồi anh em ơi, anh em qua ủng hộ thầu nhé. Vâng, hy vọng anh em qua ủng hộ thầu và anh em nhớ chia sẻ và anh em vào bình luận và bấm like cho luồng livestream nhé anh em ơi. Và đặc biệt anh em hãy bình luận thật nhiều trong luồng livestream này. Đó, một kèo đấu rất hay và anh em hãy cổ vũ cho thầu. Thầu là một game thủ đánh rất hay nhưng mà so với công 96 thì cái page của thầu hơi vắng người xem một tí. Thế là đánh giá của em, hy vọng anh em chúng ta sẽ cùng ủng hộ nhé. Nhầm quân hay sao ấy à? Không, bên kia bên mình là đúng người cầm luôn anh em ơi, còn bên kia thì hai Grzyk thì không chạy đâu được rồi. Và kể cả cập nhật trên dưới trái phải thì vẫn ra hai con Grzyk không sai được. Rồi, như vậy là một bài đấu đánh ôm bom đến từ chim sẻ. Một bài sẻ đang ôm bom bãi vàng của game thủ người cầm cho Son. Không sao, B đang muốn đi ăn bãi vàng mới. Rồi, cố gắng nào. Một bãi vàng thứ hai cho BB vẫn ổn. Một con A cũng đang rất khó chịu. Mình cứ giả vờ cố gắng ăn vàng ở đây nhỉ. Đó, mình cứ giả vờ là cố gắng để ăn vàng ở đây. Không, nhưng mà thật ra đấy chỉ là những tên lừa con gà thôi. Và còn các game thủ top 1 họ chỉ cần soi cái vàng tăng hay không là họ biết ngay. Và 1L1A, như vậy là chim sẻ đã người hóa 3 xong rồi. Một con T thứ hai. Map đấu này Bi sẽ chỉ cần ôm gỗ và ôm vàng chạy thôi. Đến đời 3 xong. Liệu rằng có một phù luôn hay không? Chúng ta chờ đợi.
Ok, một bài đấu đóng P. Tạm thời như này thôi. Tạm thời chỉ cần đúng một cái nhà phù bên trong rồi. Một bài đấu ôm bom được ăn cả ngã về không đến từ các đôi game thủ của bạn. Không sao, cái bài chống ôm bom này sẽ là khó khăn điểm đầu tiên, mà ta chống được là dễ đánh hơn rất nhiều. Họ ôm bom thì nhiều khi họ sẽ rất yêu. Tham lai BB là 20. Nói chung là vẫn ôm được vàng và ôm được gỗ là đẹp dai rồi. Đây là máy của Thầu, em sẽ đối đầu với thủ mạnh Hào. Như vậy là trận này Hào cũng đang là người ôm bom và ngoài đấu đánh A thẳng cho Thầu. Thầu cũng đang ôm bom, xin lỗi anh em. Hào cũng đang ôm bom Thầu trong tơ này. Tham lai của em là 24 trên 30 sau. Và một bài đấu quyết định đánh cung và đang bị ôm bom. Cố gắng tổ lại cái đám đông dân này. Ui rồi. Tham lai đôi bạn đè khỏe chưa. Cố lên nào, thằng này ảo đấy. Một bài đội bạn rất lên đời sớm, cái album rất khó chịu. Thằng này đang bị đè đấy. Và thật ra cái map đấu này thì bên mình thuộc hệ là có thể chuyển được quân, nhưng mà và phù tuyển nói chung cũng là cái thế, là đều là những con thuần chém cả. Kể cả Yamato và kể cả Choson cũng là đều hệ quân thuần chém. Khác mỗi cái bài là phù tuyển hơn và cũng như là có cung ga thôi. Vẫn đang rất dễ bị ôm. Đã đỡ đóng được 2P cho game thủ BB rồi. Rồi tờ này cố gắng phay chết con chém đối phương, hay quá. Rồi vẫn đang phay được chém. Bây giờ cố gắng vẫy con T này. Vâng, tránh tình huống đôi bạn dùng con T để xỉa dân mình, xỉa phù mình. Rất căng. Thầu thì sao, còn có thở hay không? Thầu 3-15, không xin lỗi anh em, đang định bảo 15 trên 32 đến thằng này của Thầu. Một bài đã chuyển cho mình những con cung A và đang thiết kế được hai cái BA bên ngoài rồi vụt luôn. Đang đen đi, đen đi. Hình như là mất một dân trong tuần đấy thì phải. Và đội bạn đang đứng luôn ốp nhà BA của tiểu bàn Thầu. Chúng ta đang chỉ có hai nhà A thôi. Họ lấy được một cung A. Rất nhiều phù. Đây là B. Rồi vậy. Biến. Đúng rồi. Hay quá. Biến màu luôn. Rồi chém được một con phù đối phương luôn. Hay quá nhỏ. Một tân lời hơn cho mình. Một tân cố gắng tách. Tách phù dành cho B. Vâng, sẻ đang mang rất nhiều dân lên tầng để có thể đập luôn cho tờ này. Đang cứ tưởng ID sai. Mạnh Hào tăng giảm speed, mình cứ tưởng là ID sai chứ. Vâng, nhà gì đây? Như vậy là một bài mà sẻ cũng định dâng luôn cả phù lên gần nhà phù game thủ BB. Một trận đấu ôm bom và chúng ta chưa biết là thế trận như thế nào và kết quả sẽ như thế nào. Nhưng tạm thời đây là một tình huống ôm bom rất khó chịu và khó thở đến từ đối phương. Đó, cả cánh của B và cánh của Thầu đang rất khó thở. Nào, cố gắng nào. Thắng đưa đến bản lề. 20 trên 36. Vàng vẫn đang rất ổn. Và hai nhà phù vẫn đang có cho game thủ BB. Đây là Thầu 13 trên 28. Nhưng bên này thì Thầu đang không thể tụ được cung A. Thầu chỉ đánh được 2A nhưng mà bị họ ốp phù sớm. Nhiều khi nó ngớ là họ lấy được cả hai, và nhiều khi họ lấy được một nửa thôi cũng đã không tụ được rồi. Đây là B. Vâng, hai bài đội bạn lên đây sớm. Hai bài đều lên sớm đến từ đội bạn và quyết định ôm luôn. Và ta để thua trong trận đấu thứ hai anh em ơi.